Rượu tinh an nguy đã đính hôn với người yêu đồng giới, có dễ để Cát Phượng giật dây như lời đồn. Câu chuyện của bộ ba an nguy Kiều Minh Tuấn Cát Phượng giống như một vụ án ly kỳ, khi càng khám phá lại càng có nhiều bí mật lộ ra. Mới đây nhất, thông tin Cát Phượng chính là đạo diễn của tất cả những lùm xùm lại xuất hiện. Nhưng liệu an nguy có dễ để Cát Phượng giật dây giống Kiều Minh Tuấn? Theo một nguồn tin, vì Cát Phượng có góp vốn trong dự án Chú ơi đừng lấy mẹ con, nên mới cố tình giật dây tạo scandal để PR cho bộ phim. Kiều Minh Tuấn cũng vì nghe lời bạn gái nên mới công khai thừa nhận yêu An Nguy để gây chú ý. Câu chuyện này nghe qua chẳng khác gì cổ tích. Nhưng nếu đó là sự thật thì chúng ta cũng nên đặt thêm câu hỏi. Cát Phượng có thể dễ dàng giật dây Kiều Minh Tuấn, nhưng còn An Nguy, cô gái này dễ dàng chấp nhận sự điều khiển đến vậy sao? An Nguy vốn đã nổi đình đám trên mạng xã hội với tư cách một vlogger. Sau khi tham gia The Face, tên tuổi cô bắt đầu phủ sóng rộng hơn trong showbiz. Cô nàng có nhất thiết phải lao vào trò chơi mang tính mạo hiểm cao như thế này không? Đặc biệt có tin đồn cho rằng An Nguy đã đính hôn cùng người yêu đồng giới Alexander Nguyễn. Alex và An Nguy quen nhau khi còn học ở xứ người, sau đó cả hai cùng về nước và Alex đóng vai trò phụ tá cho An Nguy. Bề ngoài họ là bạn bè thân thiết, nhưng những hành động cử chỉ mà cả hai dành cho nhau khiến dân tình nghi ngờ quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Alex và An Nguy còn diện những đôi làm dấy lên nghi án họ đã đính hôn. Bởi thế cho nên khi có người khẳng định Cát Phượng giật dây câu chuyện để PR cho phim, nhiều người vẫn tự hỏi tại sao An Nguy có thể chấp nhận trở thành con rối dễ dàng như vậy. Đến hiện tại tất cả vấn đề vẫn còn nằm trong bóng tối. Cát Phượng có phải là đạo diễn hay không? An Nguy đã đính hôn thật hay yêu Kiều Minh Tuấn thật? Không ai biết. Thậm chí cả câu chuyện Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau là chiêu thức PR cấp cao hay đó là tình yêu thật sự, người ta cũng chẳng thể khẳng định. Mọi việc chỉ có thể sáng tỏ khi ba nhân vật liên quan lên tiếng. Xem ra công cuộc thu dọn tàn cuộc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chưa biết đó là PR thật hay là yêu thật, chỉ biết nó đã tạo ra một cơn chấn động trong showbiz và làm nhiều người hoang mang, mất niềm tin vào hai chữ tình yêu. Dư luận đặt nghi vấn clip An Nguy khóc, thừa nhận chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn là chiêu quảng bá phim. Ồn ào tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy xảy ra vào đúng thời điểm cả hai chuẩn bị ra mắt phim chung, khiến dân mạng đồn đoán về việc bộ đôi sử dụng chuyện tình cảm để PR sản phẩm. Trong vòng một tháng qua, nghi vấn Kiều Minh Tuấn hẹn hò An Nguy thu hút khá nhiều sự chú ý từ phía dư luận. Sau một thời gian dài im lặng, hai người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Theo đó, An Nguy khóc thừa nhận có tình cảm, còn Kiều Minh Tuấn lại nhận lỗi về phía bản thân khi cho rằng chính anh là người xây dựng nên một thế giới khiến bạn diễn không thể thoát ra được. Ngay lập tức, cộng đồng mạng nổ ra một cuộc tranh cãi. Bên cạnh suýt bên vực và cho rằng tình cảm không có lỗi, hầu hết người hâm mộ đều đặt nghi vấn ồn ào trên là chiêu trò PR bởi dự án phim chung của Kiều Minh Tuấn An Nguy sắp ra mắt. Trên các diễn đàn, rất nhiều bình luận nói về vấn đề này, cũng như chỉ trích hai người trong cuộc. Thậm chí không ít người còn vào hẳn Facebook cá nhân của Kiều Minh Tuấn và để lại những lời lẽ vô cùng gay gắt. Trai tân, gái chưa chồng yêu và muốn đến với nhau là chuyện bình thường. Kiều Minh Tuấn đã bù đắp cho Cát Phượng bao nhiêu năm tháng thanh xuân, yêu là thế, tình cảm là thế. Nhưng Kiều Minh Tuấn rất yêu trẻ con, muốn có một đứa con nhưng Cát Phượng thì không bao giờ chấp nhận điều đó, không cho Kiều Minh Tuấn được làm cha. Dù là tốt thế nào đi chăng nữa, người ta cũng cần có một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Có giọt máu của mình, sao lại phải ném đá khi đấy là đạo lý tự nhiên? Mình nghĩ là PR bẩn, lúc đầu cứ nghĩ là do cộng đồng mạng theo dệt. Thôi còn nhân vật chính không muốn nhưng bị cuốn theo, giống như Trường Giang và Sam vậy, bị đồn. Dù Trường Giang đã lên tiếng Sam có người yêu rồi và ekip phim cũng rất văn minh khi không bám scandal này. Và lúc PR phim luôn cố gắng tách hai nhân vật chính. Còn đằng này ekip phim PR bẩn mà nhân vật chính cũng bẩn theo. Trời ơi, tôi hâm mộ Kiều Minh Tuấn và cô Cát biết bao nhiêu, ghét nhất là lấy tình cảm ra để PR. Ồn ào tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý nhất ở hiện tại. Hầu hết dân mạng đều cho rằng đây là chiêu trò PR, mất hết niềm tin vào đàn ông và mất hết niềm tin vào một lời hứa nào đó không có thật. Lời hứa khi về già sẽ còn đút cơm cho các Phượng Anh đã không còn. Đã từng hâm mộ anh, tin rằng có tình yêu thật sự, nhưng anh làm em thất vọng quá, tệ đến thế là cùng, từ nay không bao giờ ủng hộ một cái gì nữa, chào anh. Một số còn khẳng định ồn ào này thật sự là chiêu trò PR, thì Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ. Liệu ồn ào giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy có phải là chiêu trò PR như dân mạng đồn đoán hay không?
xuất hiện thông tin các Phượng đứng sau chỉ đạo chuyện yêu của An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Chuyện tình cảm giữa các Phượng Kiều Minh Tuấn An Nguy đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm hơn bao giờ hết. Trong lúc cư dân mạng đang xôn xao vì việc Kiều Minh Tuấn An Nguy thổ lộ tình cảm dành cho nhau sau khi đóng chung phim, thì bất ngờ một đoạn tin nhắn xuất hiện với nội dung các Phượng không phải là nạn nhân của câu chuyện mà còn trực tiếp tham gia. Chưa biết thật hư chuyện này thế nào, nhưng nghi án Kiều Minh Tuấn An Nguy dùng chiêu trò PR lại tiếp tục được đẩy lên mạnh mẽ. Bên cạnh đó, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng trước thông tin này bởi đã dành quá nhiều tình cảm cho cặp đôi Kiều Cát. Nghe đồn ca này các Phượng đứng sau đạo diễn đó, tin bạn tôi nhắn bên group phim nè, nghe bảo bà Cát có góp tiền trong phim này nên chơi lớn luôn. Kiều Minh Tuấn nghe theo bả, còn An Nguy cũng không còn gì để mất vì cũng đã đính hôn với Alex bên Mỹ rồi. Wow, vậy là đáng tẩy chay nha, và bà Phượng quá ghê, thiệt tao thấy nhảm nhí quá đáng. Đoạn tin nhắn rò rỉ tiết lộ các Phượng đứng sau đạo diễn khiến nhiều người hoang mang. Cư dân mạng để lại bình luận bức xúc trước thông tin này. Sáng nay còn thấy Kiều Minh Tuấn với các Phượng ở sân bay đang ăn sáng chung với nhau mà, chiêu trò dơ bẩn. Dơ quá đáng lắm luôn à, mọi người nghĩ sau chuyện này, phim có flop không? Kiều Minh Tuấn đâu tới nỗi flop mà dùng chiêu này. Tình cảm, cảm xúc của con người không phải nói có là có, nói bỏ là bỏ được. Hồi kết chuyện này mới quan trọng, ai về với ai xong rồi hãy comment. Cặp đôi đẹp một thời của showbiz liệu có như lời đồn đoán đang là câu hỏi lớn nhất với người hâm mộ lúc này. Nghi án tình cảm Kiều Minh Tuấn An Nguy dấy lên từ lúc cả hai tham gia đóng phim với nhau. Tuy dư luận xôn xao nhưng các Phượng vẫn bình dân như vậy, thậm chí còn giới thiệu bộ phim trên trang cá nhân khiến cư dân mạng càng thêm hoang mang. Mặc cho việc sáng nay Kiều Minh Tuấn An Nguy đăng đàn công khai nói lời yêu, các Phượng tiếp tục khẳng định tình cảm giữa cô và nam diễn viên họ Kiều vẫn tốt đẹp, thậm chí chuẩn bị đi du lịch cùng nhau. Hành động khó hiểu của bộ ba kèm thêm đoạn tin nhắn kia lại càng khiến dân mạng tin rằng đây thực chất chỉ là một thuyết âm mưu do họ tự dựng lên. Các Phượng giới thiệu phim cho người hâm mộ bình thản giữa tâm bão dư luận. Trước thông tin Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau, các Phượng là nạn nhân hay cùng chung tay gian dựng? Các Phượng vô tư đăng ảnh cười toe đi với Kiều Minh Tuấn, khởi mi phấn khích, quẩy lên cô ơi. Sáng còn rầm rộ tin Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy, mà chiều đã thấy vẫn tình cảm với các Phượng, cộng đồng mạng không ngừng hoang mang. Sau khi sự việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy thú nhận tình cảm, cộng đồng mạng đang không ngừng phẫn nộ trước hai diễn viên này. Mặc dù cả hai đã thú nhận có tình cảm thực sự, nhưng vẫn mập mờ chuyện đã đến với nhau hay chưa. Rất nhiều người cho rằng nên tẩy chay Kiều Minh Tuấn và An Nguy khi một người làm kẻ bội bạc, một người là kẻ thứ ba. Và các Phượng là người đáng thương nhất. Thế nhưng mới đây, một cư dân mạng vô tình phát hiện cặp đôi Kiều Minh Tuấn các Phượng đang ở sân bay, cùng nhau đi du lịch. Điều này càng khiến mọi người hoang mang, không biết đâu là sự thật. Hình ảnh của một hành khách tại sân bay có sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn các Phượng cách đây vài tiếng. Một số người cho rằng cả hai đi du lịch để lánh nạn. Bao giờ sự việc lắng xuống sẽ lên tiếng một lần nữa. Sau đó các Phượng cũng check-in tại Đà Nẵng với tâm trạng rất vui vẻ, khởi mi cũng vào gấp vui. Trước đó, một đoạn tin nhắn của nhà sản xuất phim với bên truyền thông có nội dung các Phượng mới là người đứng sau dựng lên kịch bản Kiều Minh Tuấn và An Nguy, chỉ nghe theo để PR phim. Nếu đây là sự thật thì trò PR này quá rẻ rách. Dắt mũi truyền thông và lừa gạt sự quan tâm tình cảm của khán giả đang dành cho cô đó, cô Cát à. Thông tin này là sai hoàn toàn nhé các bạn. Phim này các tôi không có hùng hạp gì và tôi càng không biết gì về chuyện phỏng vấn. Tôi chỉ cho ngày cho báo phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An mà thôi, chấm hết. Các Phượng cũng đính chính luôn tin đồn mình đứng sau dàn dựng là không chính xác. Cô chỉ cho báo ngày phỏng vấn của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Khi chưa lên tiếng về chuyện yêu An Nguy, Kiều Minh Tuấn các Phượng đã lộ hình ảnh thân thiết một lần gây nhiễu loạn thông tin và lần này lại tương tự. Chưa biết thật hư sự việc ra sao, nhưng với đà này danh tiếng của Kiều Minh Tuấn An Nguy đã bị ảnh hưởng nặng nề mà bộ phim chưa chắc đã được mọi người ủng hộ. Phản ứng của cộng đồng mạng trước tin đồn Bảo Anh hẹn hò Quốc Trường. Dù đây chỉ mới là tin đồn, nhưng người hâm mộ đã bàn tán xôn xao và hầu như đều không mấy tán thành. Vừa qua, tin đồn nữ ca sĩ Bảo Anh đang có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên Quốc Trường đã khiến công chúng đứng ngồi không yên.
mọi thứ được xuất phát từ đoạn hội thoại giữa Cát Vượng, Bảo Anh, Quốc Trường, mà cụ thể hơn là lời nhắn nhủ của Cát Vượng, có một người đang rất yêu và chờ đấy cô gái ạ. Và tác hẳn cả danh tính người được cho rằng đang thầm thương trộm nhớ giọng ca, sống xa anh chẳng dễ dàng. Chỉ cần vài lời ngắn gọn như thế này, nhưng cộng đồng mạng đã vô cùng hoang mang trước câu hỏi liệu rằng Bảo Anh và Quốc Trường đang có một mối quan hệ thân thiết. Ngay khi đó, trên khắp các diễn đàn, khán giả đã để lại hàng loạt bình luận, bàn tán về sự việc. Hầu hết mọi người khen ngợi Quốc Trường điển trai hiền lành, nhưng lại không cảm thấy hợp khi hẹn hò với Bảo Anh. Chẳng những thế, nhiều người vẫn tiếc nuối và nhắc đến chuyện tình yêu của nữ ca sĩ với Hồ Quang Hiếu. Trích một số bình luận của độc giả, thế này là thế nào? Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Thích chị Bảo Anh đi với Hồ Quang Hiếu cơ. Thấy Hồ Quang Hiếu ok hơn thì phải, xứng đôi với Bảo Anh hơn. Trong phim ổng đểu thôi, ngoài đời ổng hiền khô à, không hợp tẹo nào. Nhiều ý kiến đang diễn ra xoay quanh chuyện đời tư của hai nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí. Ngoài các ca khúc gây ấn tượng mạnh trên các bảng xếp hạng, thì Bảo Anh luôn khiến nhiều khán giả quan tâm xoay quanh chuyện tình yêu. Mối tình của cô với Hồ Quang Hiếu kết thúc sau 2 năm hẹn hò đã khiến nhiều người tiếc nuối. Kể từ đó cho đến nay, nữ ca sĩ hiếm khi nào lên tiếng đính chính về các thông tin thân thiết với những soái ca khác của showbiz Việt.